Xin chào tất cả các cô chú và anh chị trên kênh YouTube của mình nha. Sau 3 năm qua mình sống cùng với gia đình thì đây là lần đầu tiên mình được về Việt Nam. Cảm giác vừa hồi hộp mà vừa nôn nữa. Nhớ Việt Nam, nhớ nhà. Cười. Lần này về đặc biệt hơn là có thêm một cậu nhóc nữa nè. Vì lo sợ không biết nó lên máy bay như thế nào nữa. Từ khi ra biết bay được một trạm tới Minnesota rồi, ghê chưa? Còn một chặng nữa là tới Việt Nam rồi, cố lên. Ta-da, đã tới Việt Nam rồi, tới quê nhà rồi, mừng quá. Bây giờ ra cổng, xếp đồ ra cổng và chuẩn bị về nhà thôi. Hẹn gặp cô chú và anh chị trong video tiếp theo nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.